Tại quận Cẩm Lệ, tuy không phải địa phương giáp biển, nhưng với đặc điểm có nhiều nhà trọ công nhân, một số khu vực có nguy cơ sạt lở, nên địa phương cũng đã tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, công tác tuyên truyền vận động người dân đến các nơi sơ tán tập trung và sơ tán tại chỗ được địa phương triển khai từ chiều qua. Trong sáng nay, người dân, chủ yếu là công nhân ở trọ đang làm việc tại các khu công nghiệp Hòa Cầm, đã được chính quyền địa phương hướng dẫn sơ tán đến các điểm trường kiên cố. Nay cũng biết thông tin bão số 13 tới ạ. Bọn em cũng công nhân ở trọ ạ. Cũng nhờ chính quyền địa phương di dời dân tới đây để tránh phòng tránh bổ lụt ạ. Khi tới đây chuẩn bị thấy thì cũng ở đây cũng khá an toàn ạ. Trước là số 13 thì phường có yêu cầu là di dời đến trường Ông Ít Đường ấy, là để tránh bão chị. Dạ, điều kiện ở đây rất tốt chị và rất đảm bảo. Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cũng cho biết quận đã tiến hành sơ tán người dân tại tổ 89, phường Hòa Xuân, các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở gần khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ đến nơi an toàn trước 11 giờ trưa nay.